điều gì xảy ra khi mà cơ thể của chúng ta nhịn ăn gián đoạn. Bác sĩ Hoa cũng đã thực hành cái nhịn ăn gián đoạn này được khoảng tầm hơn một tháng nay rồi, và sau khi tìm hiểu rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như những cái người đi trước và những cái người xung quanh của bác sĩ Hoa thực hiện cái này, thì bác sĩ Hoa khẳng định với mọi người nhé là nó hoàn toàn có những cái nghiên cứu khoa học. Nhưng trước khi vào tìm hiểu về cái tác dụng của nó thì bác sĩ Hoa xin nhắn lại là nhịn ăn gián đoạn không dành cho tất cả mọi người, nó sẽ chống chỉ định cho những cái người nào mà có bệnh mãn tính mà cái thể lực không cho phép, hay có những cái bệnh rối loạn đặc biệt là về đường huyết, những phụ nữ đang có thai hoặc là cho con bú chẳng hạn, thì chúng ta không nên áp dụng cái phương pháp này. Thì theo các nghiên cứu chỉ ra là nhịn ăn gián đoạn đầu tiên nhất là nó sẽ giúp cho mọi người giảm mỡ. Thay vì nó đốt đường ở trong máu thì nó sẽ đốt mỡ nên giúp cho chúng ta giảm mỡ. Các chị em chúng ta mà sau khi sinh xong thì chúng ta sẽ có một cái khối mỡ ở dưới bụng dưới, và bác sĩ Hoa cũng luôn nghĩ rằng đấy là một cái quà tặng, là một cái dấu ấn của bé để lại cho mình. Nhưng theo cái nghiên cứu của nhịn ăn gián đoạn nó chỉ ra là nó có thể giúp cho chúng ta đốt mỡ cái mỡ bụng đấy nữa cơ. Thứ hai là nó sẽ làm cho chúng ta đại thực bào cách mạnh mẽ hơn. Đại thực bào mọi người hiểu nôm na là cái cơ chế mà nó tự ăn những cái tế bào đã chết đi của chúng ta. Khi mà những cái tế bào này nếu nó không được dọn dẹp, giống như là nó rác ở trong cơ thể của mình nó nhiều quá mà nó không được dọn dẹp nhanh ấy, thì nó sẽ gây ra tăng cường những cái phản ứng viêm trong cơ thể. Mọi người có thể để ý thấy là chúng ta để một quả lê, một quả chuối nào đấy đã bị thối, đã bị hỏng cạnh những quả mà nó chưa thối, đúng không? Thì nó sẽ làm cho những cái quả bên cạnh đấy nó hỏng nhanh hơn. Thì một cái tế bào khi nó đã gần gần đến cái mức mà nó bị thoái hóa rồi nhưng nó không chết đi, nó cứ ở đấy, nó tạo ra những mảnh vỡ tế bào, nó tạo ra những cái phản ứng viêm ở đấy, thì lâu dần nó sẽ lan ra những cái tế bào xung quanh và làm cho cơ thể của chúng ta nó có rất nhiều những cái phản ứng viêm, và nó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới các bệnh viêm mãn tính, gây ra những cái nguy cơ bị ung thư, hay là gây ra những cái bệnh như kiểu Alzheimer này, hoặc là những cái khối polyp của mọi người. Và thứ ba là nó có thể giúp cho não bộ của mình tránh được cái trạng thái sương mờ. Mọi người có thể để ý thấy không? Sau những bữa ăn, đặc biệt là bữa ăn sáng, chúng ta cảm thấy rất là buồn ngủ, bởi vì tất cả những cái năng lượng cơ thể của mình cần nó sẽ dồn vào cái phần tiêu hóa để chúng ta tiêu thụ cái thức ăn. Thì cái nhịn ăn gián đoạn này nó sẽ giảm cho chúng ta cái cảm giác bị buồn ngủ, bị mệt mỏi. Bởi vì trong cái quá trình mà nhịn ăn đấy, nó sẽ tạo ra một cái chất cực kỳ là quan trọng, đấy là ketone. Cái ketone này nó là một cái tiền chất, nó sẽ giúp cho não bộ của chúng ta chuyển hóa cái ketone đấy thành GABA, và cái GABA đấy làm cho là chất dẫn truyền thần kinh và làm cho cái đầu óc của chúng ta cảm thấy minh mẫn hơn. Nhưng mà không phải thấy cái tác dụng của nó nhiều như thế mà ngay lập tức mọi người ùa vào mọi người làm theo cái nhịn ăn gián đoạn. Chúng ta sẽ lắng nghe cơ thể của mình và nhịn ăn một cách từ từ. Thật ra thì để mà hợp lý nhất, nếu mà đúng theo sinh học của con người thì chúng ta nên nhịn bữa tối cơ. Nhưng nếu để dễ dàng hơn thì chúng ta sẽ nhịn bữa sáng, bởi vì bữa sáng á, là cái lúc mà cơ thể của chúng ta sau một cái buổi tối ngủ dậy là chúng ta đã nhịn đâu đấy được khoảng 8 tiếng rồi. Thì nếu như mà theo cơ chế, sau khoảng tầm 12 đến 14 tiếng cơ thể của chúng ta sẽ chuyển sang trạng thái đốt mỡ, thì chúng ta chỉ cần nhịn thêm khoảng 2 tiếng nữa thôi là chúng ta bắt đầu vào giai đoạn đốt mỡ. Mới đầu thì mọi người chưa quen, nếu như chúng ta chưa thể đến lên được khoảng tầm 16 tiếng thì chúng ta sẽ tăng dần thôi. Tức là đến ví dụ như mọi người ăn hôm trước là 6 giờ thì hôm sau 6 giờ sáng chúng ta dậy là đã được 12 tiếng rồi. Chúng ta nhịn thêm, mỗi tuần chúng ta tăng lên khoảng tầm 15 phút là dần dần chúng ta sẽ đẩy cái bữa ăn sáng của chúng ta dần dần sát với bữa trưa. Đấy là cái cách mà chúng ta nhịn ăn. Và mọi người hãy lắng nghe cơ thể của mình. Không có một cái nào áp cho tất cả mọi người được, bởi vì nó tùy theo cơ địa của từng người. Ví dụ như mọi người đang bị rối loạn đường huyết, nếu mà chúng ta nhịn ăn mà xong nó tụt đường huyết xuống còn nguy hiểm hơn, nên cái này sẽ phải có những cái theo dõi của các bác sĩ hoặc có lời khuyên của các bác sĩ trước khi mà mọi người áp dụng.